19 hoạt chất dược thảo Mỹ đặc trị bệnh động mạch vành. Chào bạn, ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu các chế độ dinh dưỡng lành mạnh và sinh hoạt hợp lý sẽ góp phần cải thiện bệnh mạch vành. Tuy nhiên đó chỉ là giải pháp bổ sung tạm thời. Từ xa xưa, y học đã sử dụng các loại thảo dược vì mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của người bệnh. Hiện nay, chuyên gia đã nghiên cứu rằng một số loại hợp chất từ thảo dược có thể giải quyết được căn bệnh mạch vành an toàn và hiệu quả. Thật may mắn, các dược chất tồn tại trong một số loại như glycemat từ đậu nành, polymethoxylat flavon từ vỏ cam, tocotrienol chiết xuất từ dầu cọ, anthocyanin từ hoa bụt giấm, citrinol chiết xuất từ cam, quýt, trái cọ, vitamin B3 từ tự nhiên, L-arginine từ quá trình lên men, Tigert monogene từ táo gai và Hawthorn phytosom chiết xuất từ đậu nành và táo gai. Tuy nhiên, cơ thể bạn tổng hợp các chất này cần thời gian và hấp thụ không hết hoàn toàn được 100% từ việc ăn uống. Vì vậy, các chuyên gia đã nghiên cứu chiết lọc những thành phần này tạo thành bộ ba dược thảo Billabong nhập khẩu từ Mỹ với chiết xuất từ các thảo dược thiên nhiên tiện lợi và hiệu quả cho người bệnh. Đầu tiên là táo gai. Táo gai còn gọi là sơn tra hay đào gai là một chi lớn chứa các loài cây bụi và cây gỗ trong họ hoa hồng. Có nguồn gốc ở khu vực ôn đới Bắc Bán Cầu tại châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Từ xa xưa, các nước Tây Âu đã dùng táo gai như một loại thần dược chữa các bệnh, trong đó có bệnh về tim mạch. Tigert monogene từ táo gai có tác dụng tăng lưu thông máu, chống đau thắt ngực, khôi phục huyết áp luôn ổn định. Đậu nành có tên khoa học glycemat là loài bản địa của Đông Á. Loài này giàu hàm lượng chất đạm protein tốt cho sức khỏe. Glycemat từ đậu nành có tác dụng chống oxy hóa, loại bỏ cholesterol có hại, tăng khả năng và sức sống của tế bào thần kinh trong điều kiện xấu nhất. Hawthorn phytosom chiết xuất từ đậu nành và táo gai có tác dụng chống oxy hóa mạch máu, ngăn hình thành máu đông và duy trì nhịp tim luôn ổn định. Vitamin B3 còn được gọi là niacin, là loại vitamin thiết yếu, tan trong nước, có thể được tìm thấy nhiều trong loại thực phẩm phổ biến, bao gồm một số loại thịt, nấm, cá ngừ, các loại hạt và rau củ quả khác. Vitamin B3 có tác dụng loại bỏ nồng độ cholesterol có hại, phòng chống đột quỵ, duy trì huyết áp luôn ổn định. Cam bắt nguồn từ Đông Nam Á, Ấn Độ hay miền Nam Trung Quốc. Khi chín thường có màu da cam, có vị ngọt hoặc hơi chua, vỏ dùng làm tinh dầu và chứa rất nhiều chất có lợi cho sức khỏe. Polymethoxylat flavon chiết xuất từ vỏ cam có tác dụng chống oxy hóa mạch máu, ngăn chặn gan tiết ra cholesterol có hại, ngăn hình thành xơ vữa mạch máu. Cây cọ dầu có nguồn gốc ở châu Phi, vùng nhiệt đới Trung và Nam Mỹ. Dầu cọ được sử dụng rộng rãi làm dầu ăn, làm đẹp hay xà phòng. Ngoài ra, nó là nguyên liệu quan trọng trong ngành dược phẩm. Tocotrienol chiết xuất từ dầu cọ có tác dụng loại bỏ màng bám, tăng đàn hồi thành mạch và kiểm soát lượng cholesterol trong máu. Citrinol chiết xuất từ cam quýt và cọ dầu có tác dụng loại bỏ màng bám, tăng độ đàn hồi thành mạch và đưa huyết áp về mức ổn định. Bụt giấm hay còn gọi là đay Nhật có nguồn gốc ở Tây Phi, cây sống khoảng 1 năm cao từ 1,5 tới 2 mét, màu sắc tím nhạt. Do cây dùng làm dược liệu nên thời gian thu hoạch khi hoa nở khoảng 15 ngày. Anthocyanin chiết xuất từ hoa bụt giấm có tác dụng chống oxy hóa mạch máu, bảo vệ động mạch bền vững, cân bằng huyết áp. Và cuối cùng là L-arginine, được tìm thấy nhiều trong các thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu. Nó góp phần tạo nên protein để cơ thể có thể sử dụng tạo thành cơ và tái lập mô, cải thiện lưu lượng máu, đồng thời kích thích tiết hormone tăng trưởng, insulin và các thành phần khác trong cơ thể. Sản xuất L-arginine được thực hiện bằng quá trình lên men vô cùng phức tạp, sử dụng các đột biến của vi sinh vật. L-arginine có tác dụng đánh tan mảng xơ vữa, loại bỏ cholesterol có hại, tăng cường lưu thông máu và cải thiện tình trạng đau thắt ngực ở người bệnh mạch vành. Với những thành phần từ bộ ba dược thảo Billabong sẽ hướng đến mục tiêu loại bỏ xơ vữa bám ở thành động mạch, tăng đàn hồi thành mạch, hồi phục trái tim tổn thương, cung cấp năng lượng cho tim khỏe mạnh. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì bộ ba được sản xuất bởi tập đoàn Natural Factor từ Mỹ, được thành lập từ những năm 1950 với hơn 50 năm trong lĩnh vực y học. Công ty đã cho ra mắt hàng ngàn loại sản phẩm và được bán rộng rãi ở khắp thế giới. Hiện tại đang sở hữu hơn 2.000 mẫu đất để trồng các loại thảo dược. Các sản phẩm đều được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cấp phép lưu hành. Sau đây là cảm nhận của khách hàng tại Billora về hiệu quả mà bộ ba dược thảo Billabong mang lại. Xin chào mọi người, tôi tên là Thái Dương, năm nay tôi 56 tuổi. Hiện tôi đang sống tại Hồng Kông,
tôi hay mệt mỏi, đau tức vùng ngực. Đi khám thì biết được nó bị bệnh mạch vành hẹp ba động từ 35-50%. Gần đây bệnh trở nặng hơn, đau nhức cái vùng ngực thường xuyên hơn, đầu óc choáng váng. Tôi có ăn uống điều độ và tập thể dục thường xuyên, thấy sức khỏe mình có cải thiện nhưng các chỉ số vẫn không thuyên giảm. Tôi cũng nghĩ là ăn uống chỉ giải quyết được một phần chứ không giải quyết hẳn, nên tôi quyết tâm tìm ra được một phương pháp nào để giải quyết được an toàn và hiệu quả. Tôi tìm hiểu thông tin thì thấy bộ ba sản phẩm dưỡng thảo Vitabo của Mỹ, của hãng dược phẩm Vilora. Ban đầu tôi xem thông tin trên website thì chưa hiểu rõ lắm, tôi hơi lo ngại nên gọi thẳng tận hotline đến để chuyên gia tư vấn cụ thể hơn. Tôi gọi đến thì được chuyên gia tư vấn cụ thể bệnh mạch vành của tôi là hẹp từ 30-50%, thì uống trong vòng 3 liệu trình là khỏi hẳn. Tôi thấy các thành phần hoàn toàn thiên nhiên nên yên tâm. Từ đầu tôi uống thì người cảm thấy bớt mệt mỏi, nửa tháng sau thì các cơn đau giảm đi. Tôi cứ kiên trì như vậy theo đúng phác đồ, hiện tại tôi thấy trong người hoàn toàn khỏe mạnh. Đi khám thì các chỉ số tim mạch đã ổn định, các mảng xơ vữa hầu như biến mất. Tôi rất hài lòng về kết quả này và mong muốn những người bệnh như tôi tiếp cận được các sản phẩm hiệu quả này. Bạn thân mến, nếu bạn thắc mắc điều trị căn bệnh này như thế nào cho hiệu quả, mời bạn theo dõi video tiếp theo về phác đồ điều trị bệnh mạch vành bạn nhé. Cần hỗ trợ thêm thông tin, bạn vui lòng liên hệ hotline 0909316597 hoặc 0962188661 để được các chuyên gia tư vấn cụ thể. Hoặc bạn có thể tìm hiểu thêm tại website quendibenhmachvanh.com, youtube.com/bilora tv hoặc đến tại địa chỉ dược phẩm Bilora, số 22 đường 34, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Bilora TV.